Bản tin trưa ngày 18 tháng 9. Kính chào quý vị, kính chúc quý vị ngày cuối tuần an lành. Mời quý vị theo dõi bản tin trưa ngày 18 tháng 9. Bản tin sẽ gồm có những nội dung chính sau đây. Tin tại Việt Nam. Các chuyên gia đề nghị thành phố Hồ Chí Minh dừng xét nghiệm diện rộng, mở cửa thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hỗ trợ đợt 3 từ ngày 22 tháng 9. Ai sẽ được hỗ trợ? Bộ Tài chính làm rõ thông tin ngân sách dự phòng hết tiền. Chuyên gia phân tích lý do Covid-19 bám trên bao bì đựng nông sản. Dịch sốt xuất huyết lan rộng tại Hà Nam. Tin thế giới, Indonesia điều thêm tàu tuần tra biển Đông phòng bị Trung Quốc. Mỹ Úc phản đối Trung Quốc quân sự hóa biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ rút lại lời hứa ủng hộ Hồng Kông. Ngân hàng Thế giới thay đổi số liệu để nâng đỡ Trung Quốc Thủ đô Afghanistan hướng rocket lần đầu dưới thời Taliban Sau đây là thông tin chi tiết Trước hết, Khỏe Tự nhiên xin cập nhật số liệu về dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam Tổng số ca nhiễm hiện là 667.650 ca, trong đó số người tử vong đã là 16.637 người. Tính đến ngày hôm nay, tổng số người nhiễm trên toàn thế giới là 228 triệu người và số người tử vong đã là gần 4,7 triệu người. Kính thưa quý vị, sau một thời gian dài, đại dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam đã khiến cho người dân trở nên mệt mỏi về tinh thần và kiệt quệ về tài chính. Hiện thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia đề nghị dừng xét nghiệm trên diện rộng và mở cửa thành phố. Vào ngày 17 tháng 9, Phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế cộng đồng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến: Thành phố Hồ Chí Minh không nên tiếp tục xét nghiệm trên diện rộng và truy vết vì rất tốn kém, nên tập trung lấy mẫu những người có nguy cơ cao và có triệu chứng. Đề nghị này được đưa ra khi thành phố đang tiếp tục xét nghiệm trên diện rộng nửa sau tháng 9. Thời gian tới, ông Dũng cho rằng việc sống chung với dịch là tất yếu. Phó giáo sư Vũ Minh Phúc, cố vấn Bộ môn Nhi Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng có đồng quan điểm này. Còn giáo sư Trần Diệp Tuấn, chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược cho rằng, nếu xét nghiệm tách và chuyển F0 đi nơi khác để giữ khu vực xanh thì việc tìm F0 phải thực hiện mãi vì kết quả xét nghiệm chỉ có giá trị trong 3 ngày. Theo ông, thành phố không cần thiết phải xét nghiệm trên diện rộng mà tập trung nguồn lực vào việc phủ vaccine. Trước đó từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 15 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy mẫu tổng cộng là gần 2 triệu mẫu xét nghiệm RT-PCR và hơn 9,5 triệu mẫu test nhanh kháng nguyên. Về mảng kinh tế, tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, đứng đầu tổ tư vấn chống dịch và giúp hồi phục kinh tế xã hội nói rằng, hiện tại thành phố không thể không mở cửa. Xét nghiệm diện rộng đã rất tốn kém. Sau 3 tháng rưỡi đóng cửa, cả doanh nghiệp lẫn người dân nghèo đều đã kiệt quệ rồi, nếu kéo dài thêm nữa thì sẽ không phục hồi được nữa. Ông cũng cho biết thêm, năm nay thành phố Hồ Chí Minh có thể mất 6 tỷ đô la Mỹ, bằng khoảng 2% GDP của Việt Nam. Tỷ lệ nghèo tạm thời ở điều kiện bình thường trên cả nước là 10%, nhưng tháng 8 vừa qua, thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, con số này đã lên tới 33,4% và thống kê còn chưa đầy đủ vì chưa tính tới nhóm lao động phi chính thức và lao động tự do, vốn có số lượng rất lớn. Ông nói Zero Covid là biểu hiện rõ ràng của sự sợ hãi, do đó phải thay đổi tư duy và thành phố cần phải chống dịch bằng sự hiểu biết, tức là thông tin, dữ liệu và bằng chứng khoa học. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, trong thông báo về phương án hỗ trợ, thành phố cũng cho biết từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 sẽ chi gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn. Danh sách hỗ trợ ở tại các địa phương cần được phê duyệt trước ngày 20 tháng 9 và tiền trợ cấp chuyển về trước ngày 21 tháng 9. Trước đó vào ngày 15 tháng 9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất số lượng người dự kiến nhận hỗ trợ trong đợt này là hơn 7,5 triệu người. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người một lần, tổng dự toán kinh phí là hơn 7.500 tỷ đồng. Người nhận hỗ trợ là những người bị mất việc làm, gặp khó khăn đang có mặt tại thành phố, không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú. Ngoài ra, thân nhân của người bị mất việc gồm có cha, mẹ, vợ, chồng, con, người nội trợ không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc cũng được xem xét. Bộ Tài chính làm rõ thông tin ngân sách dự phòng hết tiền. Tại phiên họp Quốc hội vào ngày 16 tháng 9, khi được đề nghị dùng ngân sách bổ sung giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp các chi phí ứng phó với dịch bệnh để duy trì sản xuất, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước chia sẻ rằng ngân sách hiện rất khó khăn, ngân sách trung ương dự phòng gần như không còn đồng nào. Vào ngày 17 tháng 9, Bộ Tài chính giải thích ngân sách dự phòng quốc gia đã chi hết và đang chờ bổ sung, chứ không phải là ngân sách gần như không còn đồng nào. Theo giải thích của Bộ Tài chính, trong năm nay, Việt Nam đã trích 10.700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng năm 2021 để bổ sung kinh phí phòng dịch và đã chi 5.100 tỷ đồng mua vaccine COVID-19 từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách quốc gia năm 2020 chuyển sang. Hiện khoản dự phòng này đã chi hết 17.500 tỷ đồng. Ông Phước cho hay, chính phủ đã trình quốc hội cho phép chuyển khoản tiết kiệm 14.620 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên để bổ sung dự phòng ngân sách phục vụ phòng dịch COVID-19. Về tình hình vaccine tại Đà Nẵng, theo VOV đưa tin vào ngày 17 tháng 9, Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương thông tin, CDC thành phố Đà Nẵng không nhận được 200.000 liều vaccine Verocell của Sinopharm như phân bổ ban đầu. Và tại miền Trung, các tỉnh Quảng Bình, Phú Yên cũng không được phân bổ lô vaccine này. Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở Y tế đã có văn bản điều chuyển 120.000 liều vaccine AstraZeneca về các quận huyện, ưu tiên tiêm cho các địa phương có mức độ dân cư đông và những vùng có yếu tố nguy cơ. Vào ngày 17 tháng 9, Đà Nẵng xác nhận 8 ca nhiễm mới, trong đó có 1 ca trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm tại thành phố hiện là 5.356 ca, trong đó có 91 người đã tử vong. Chuyên gia phân tích lý do COVID-19 bám trên bao bì đựng nông sản liên quan đến việc Trung Quốc tạm dừng nhập thanh long tại cửa khẩu Quảng Ninh do phát hiện virus corona bám trên bao bì bọc quả và thùng cắt tông. Vào ngày 17 tháng 9, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Bộ Y tế cho biết rằng có người vận chuyển đã mang virus và khiến cho mầm bệnh bám trên bề mặt sản phẩm. Ông cũng cho biết virus corona có thể lây truyền thông qua cơ chế tiếp xúc bàn tay với bề mặt của các vật dụng có chứa virus. Nó có thể sống trên bề mặt khác nhau từ vài giờ đến vài ngày. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về khả năng virus gây ra dịch bệnh COVID-19 có thể lây lan qua thực phẩm tươi hoặc thực phẩm đóng gói. Cho đến nay, thì chưa có trường hợp nào mắc COVID-19 có nguồn lây được xác định là từ thực phẩm. Tuy nhiên, tiến sĩ Trần Đắc Phu khuyến cáo nên đeo khẩu trang, găng tay, rửa tay sát khuẩn khi thu hái và bốc xếp hàng hóa, xét nghiệm lái xe, người vận chuyển, khử khuẩn phương tiện theo quy định. Vâng, kính thưa quý vị, vấn đề virus bám trên bao bì thực phẩm nông sản, đông lạnh cũng là chủ đề đã được nhắc đến nhiều từ khi đại dịch bắt đầu. Trung Quốc luôn có những quyết định cấm nhập khẩu hàng hóa vào đại lục gần như ngay lập tức nếu phát hiện virus trên những sản phẩm này. Chuyên gia kinh tế hàng đầu Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp, ông Massimo Torero Cullen vào ngày 18 tháng 11 năm 2020 tuyên bố không có bằng chứng thuyết phục COVID-19 lây lan qua đường buôn bán thực phẩm. Trong khi đó, CDC Trung Quốc lại cho rằng việc tiếp xúc với bao bì thực phẩm có virus còn sống có thể nhiễm bệnh. Đây cũng là giả thuyết mà Trung Quốc cho rằng việc đại dịch bùng phát ở Vũ Hán có thể là do lây nhiễm từ thực phẩm đông lạnh nhập khẩu từ bên ngoài vào. Làm tăng thêm giả thuyết về việc tìm kiếm nguồn gốc virus corona của các nhà khoa học trên thế giới. Vào ngày 18 tháng 2 năm 2021, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cùng Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng đã đưa ra tuyên bố chung. Sau hơn một năm kể từ khi đợt bùng phát đại dịch COVID-19 được tuyên bố là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, chúng tôi tiếp tục khẳng định rằng không có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy thực phẩm hay bao bì thực phẩm có khả năng lây truyền virus corona. Thưa quý vị, ngoài đại dịch COVID-19 đang là trọng tâm ứng phó dịch bệnh quốc gia, thì còn có một dịch bệnh khác theo mùa cũng đang diễn biến ở một số tỉnh thành, đó là dịch sốt xuất huyết. Theo dân trí tính từ ngày 21 tháng 7, thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam đã xác nhận 209 người bị sốt xuất huyết. Trong khi đó, bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 9 đã điều trị 189 ca sốt xuất huyết. Đến ngày 16 tháng 9, còn 56 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Số bệnh nhân mới chưa có dấu hiệu giảm. Bệnh nhân chủ yếu đến từ thành phố Phủ Lý. Trong 10% bệnh nhân bị sốt xuất huyết nặng đang điều trị tại khoa truyền nhiễm thì có 6% đang phải chuyển lên tuyến trên. Những bệnh nhân nặng hầu hết là người cao tuổi, có bệnh lý nền và cũng có nhiều bệnh nhân đến bệnh viện muộn. Trước đó vào ngày 21 tháng 7, thành phố Phủ Lý đã ghi nhận cụm dịch sốt xuất huyết đầu tiên tại phường Hai Bà Trưng, tiếp đến là cụm dịch tại phường Minh Khai. Như quý vị đã biết, sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, lây truyền qua vật trung gian và mũi vằn, thường xảy ra vào mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 11. Chính vì thế, chúng ta cần có những biện pháp phòng dịch như là dọn vệ sinh, không để nước đọng quanh nhà, tránh bị mũi đốt bằng cách mặc quần áo dài, sáng màu và đi ngủ mắc màn. Trên trang cá nhân của bác sĩ Trương Hữu Khanh cũng lưu ý, hiện tại tới mùa sốt xuất huyết, nếu bệnh nhân sốt liên tục 72 giờ, cần cẩn trọng với bệnh này, không phải lúc nào cũng nghĩ là do Covid-19 gây ra để có phương án điều trị hợp lý. Tiếp theo, mời quý vị cùng chuyển sang thông tin dự báo thời tiết vào ngày hôm nay, ngày 18 tháng 9. Bắc bộ mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to, mưa lớn xảy ra tập trung vào đêm và sáng, có nguy cơ ngập úng cục bộ tại những vùng đô thị trũng thấp. Sau đây là thông tin thời tiết tại các tỉnh thành. Phía Tây Bắc Bộ, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối, cục bộ mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên, mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Vừa rồi là những tin tức tại Việt Nam, tiếp sau đây mời quý vị cùng chuyển sang phần tin thế giới. Indonesia điều thêm tàu tuần tra Biển Đông phòng bị Trung Quốc. Vào ngày 16 tháng 9, Hải quân Indonesia đã tăng cường tuần tra xung quanh các đảo Natuna ở Biển Đông với 5 tàu hải quân được yểm trợ bởi máy bay tuần tra luân phiên sau khi phát hiện các tàu Trung Quốc và Mỹ trong vùng biển quốc tế. Chỉ huy hạm đội phía Tây của Hải quân Indonesia, ông Asiat Adula nói, Lập trường của Hải quân trên biển Bắc Natuna rất kiên quyết đối với việc bảo vệ lợi ích quốc gia trong phạm vi quyền tài phán của Indonesia theo luật quốc gia và luật pháp quốc tế đã được phê chuẩn để không có sự khoan nhượng đối với bất kỳ vi phạm nào ở biển Bắc Natuna. Ông cho biết đã phát hiện các tàu hải quân Hoa Kỳ và Trung Quốc gần khu vực đảo này, nhưng nói thêm rằng họ chưa gây ra xáo trộn nào. Khu vực đảo Natuna đã trở nên căng thẳng vào đầu tháng riêng năm ngoái, khi một tàu tuần duyên và các tàu đánh cá Trung Quốc tiến vào vùng biển này, khiến cho Indonesia phải điều máy bay chiến đấu và huy động ngư dân ứng phó. Cũng liên quan đến Biển Đông, vào ngày 17 tháng 9, các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của Hoa Kỳ và Úc đã chỉ trích các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuyên bố chung được công bố sau hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao Quốc phòng Úc Mỹ Ausman chỉ rõ tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc ở Biển Đông là không có cơ sở pháp lý. Các bộ trưởng cũng kêu gọi Bắc Kinh thi hành các đạo luật liên quan trong nước, bao gồm cả luật an toàn giao thông hàng hải, một cách nhất quán với luật biển quốc tế UNCLOS và nhắc lại rằng phán quyết trọng tài 2016 là cuối cùng và có tính ràng buộc về pháp lý đối với các bên. Các quan chức hàng đầu của hai nước cũng thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và các hành vi gây bất ổn khác, bao gồm cả việc sử dụng lực lượng tuần duyên và dân quân hàng hải, cũng như việc làm gián đoạn các hoạt động khai thác tài nguyên ngoài khơi của các quốc gia khác. Để đáp lại, phía Trung Quốc gọi những quan ngại này là vô căn cứ và sai lầm, đồng thời cho rằng hành động gây áp lực lên Bắc Kinh này sẽ không có tác dụng gì. Bắc Kinh trước đó cũng tuyên bố thỏa thuận an ninh mới của Úc với Hoa Kỳ và Anh Quốc sẽ phá hoại hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên mô tả, hiệp ước này là một nhóm khép kín và độc quyền, và nói rằng quyết định này đã thúc đẩy việc chạy đua vũ trang và phá hoại các hiệp định không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế. Ngày 16 tháng 9, Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc còn đăng bài viết cảnh báo rằng Úc có thể trở thành mục tiêu tấn công hạt nhân nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra vì thỏa thuận Úc, Mỹ và Anh Quốc. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Peter Dutton nói rằng các bình luận của Bắc Kinh là phản tác dụng, thiếu chín chắn và nói thẳng ra là đáng xấu hổ. Tiếp theo, Ngoại trưởng Mỹ rút lại lời hứa ủng hộ Hồng Kông. Theo S&P đưa tin, vào ngày 16 tháng 9, ông Anthony Blinken đã đăng bài ủng hộ Hồng Kông trên Twitter sau khi 7 ủy viên hội đồng thuộc phe đối lập của Hồng Kông bị chuốt quyền. Ông nói, Bắc Kinh nên để tiếng nói của người dân Hồng Kông được lắng nghe. Trung Quốc làm suy yếu sự ổn định chính trị xã hội lâu dài ở Hồng Kông. Chúng tôi sát cánh cùng người dân Hồng Kông và tiếp tục ủng hộ nhân quyền, các quyền tự do cơ bản của họ. Đến ngày 17 tháng 9, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng với việc này, gọi đây là những bình luận vô trách nhiệm từ một số chính trị gia Mỹ. Sau đó, ông Blinken đã xóa dòng tweet cũ và đăng lại một dòng tweet mới nhẹ nhàng hơn, chỉ nói rằng Trung Quốc đã tước đi quyền tham gia chính quyền, đi ngược lại với luật cơ bản của Hồng Kông, và rằng chính quyền nên phục vụ người dân. Ngoài ra, thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Ned Price cũng có bài đăng tương tự, nhưng đã xóa bỏ vào cùng ngày. Ngân hàng Thế giới thay đổi số liệu để nâng đỡ Trung Quốc Bản nghiên cứu của công ty luật Wilmer Health đăng tải vào ngày 16 tháng 9 cho hay, cựu giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới, bà Kristalina Sokhova và một cố vấn chính đã gây áp lực ép những người viết loạt bài Kinh doanh 2018 thay đổi phương pháp tính và dữ liệu để tăng thứ hạng của Trung Quốc lên bảng xếp hạng này. Kết quả là, thứ hạng của Trung Quốc năm 2018 đã được tăng 7 bậc so với thực tế. Việc này xảy ra vào thời điểm ngân hàng thế giới đang đàm phán tăng nguồn tiền tài trợ từ Trung Quốc. Bà Sorsova thừa nhận với Rui Mao rằng ngân hàng và chủ nghĩa song phương sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng nếu không đạt được khoản tiền này. Trên thực tế, đúng là sau khi nâng đỡ Trung Quốc, ngân hàng thế giới đã công bố khoản tăng vốn trị giá 13 tỷ đô la và cổ phần của Trung Quốc trong ngân hàng đã tăng từ 4,68% lên 6,01%. Bà phản đối nghiên cứu này, còn Ngân hàng Thế giới đã loại bỏ loạt bài viết về bảng xếp hạng nêu trên. Hiện, bà Sosova đang là cố vấn điều hành của Quỹ tiền tệ quốc tế. Thủ đô Afghanistan hứng rocket đầu tiên dưới thời Taliban Theo truyền thông địa phương, vào tối ngày 16 tháng 9, một số tên lửa rocket đã nã vào khu vực lân cận thủ đô Kabul, Afghanistan. Các báo cáo cho biết, một nhà máy điện ở Khai Kharnas, tại một khu dân cư ngoại ô phía tây bắc Kabul, đã trở thành mục tiêu của đợt tấn công này. Chưa có con số thống kê về thương vong, nhưng đã ghi nhận thiệt hại về tài sản. Hiện chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc. Cuộc tấn công có chủ đích diễn ra vài ngày sau khi Taliban công bố nội các lâm thời và nước này vẫn trong tình trạng bất ổn. Cũng có báo cáo rằng Taliban đã thu giữ một chiếc xe tải chở đầy vũ khí và đạn dược hướng đến Pakistan giữa lúc rộ lên tin vũ khí mà lực lượng Mỹ bỏ lại ở Afghanistan đang được buôn lậu vào Pakistan. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của Khỏe Tự nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị buổi trưa vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tối hôm nay.